Xin kính chào quý vị. Nãy cô Minh đang có mặt ở đường Rạch Long Quân, phường 10, quận 11, chiều ngày 18 tháng 5, 2017. Đây là khu vực gần chợ Bình Thới. Trời Sài Gòn chiều nay đang chuyển mưa quý vị. Đây dòng xây đường Hòa Bình, rồi phải là đường ông Ích Kim, đi thẳng tiếp theo là Lạc Long Quân đấy vậy ha. Trước là giao lộ là Long Quân với đường Âu Cơ đấy. Tay trái đây là chùa Tổ Đình Giác Lâm. Ở đây là phường 9 quận Tân Bình.
đang chuyển mưa vậy, đây là góc ngã tư là không quân với đường Đông Hồ. Rồi phía trước là giao lộ là Ông Quân với đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại đó. Nhìn thẳng bên kia đó là Bệnh viện Thống Nhất. Đây là đường Hoàng Văn Thụ vậy. Trời sắp mưa quý vị ha. Ok, thank you quý vị. See you.